những ngón tay đan tay cùng cảm xúc. Đây là phần dự thi đan tay cùng cảm xúc, được tổ chức bởi nhóm Những Ngón Tay Đan và phát triển trên kênh YouTube Những Ngón Tay Đan. Các bạn khán thính giả thân mến, chắc hẳn trong cuộc đời chúng ta, ai rồi cũng sẽ có những lúc bỗng nhiên hoài niệm về quá khứ. Có những lúc ký ức đã trôi qua bất chợt ùa về làm trái tim ta thổn thức. Sẽ không ít lần chúng ta tự dằn vặt chính mình rằng: tại sao lúc đó mình lại làm như thế này? Sao lại không làm như thế kia? Hay đơn giản chỉ nằm gọn trong hai chữ: giá như. Thế nhưng mọi chuyện đã xảy ra trước đó, dù có vui hay buồn ra sao, thì đó cũng chỉ còn là quá khứ mà thôi. Sau đây, Ken xin phép được trình bày tác phẩm Những Gì Đã Qua Hãy Để Nó Qua Đi của tác giả Ghi. Xin mời quý khán thính giả lắng nghe cùng Kem nhé. Những gì đã qua hãy để nó qua đi. Những điều đã từng diễn ra trong quá khứ thật lạ lùng. Dù là bằng cách này hay cách khác, thì khi bắt gặp những khung cảnh, những con người cũ cũng sẽ đều khiến mình nghĩ về những điều đã qua. Hôm nay Hà Nội bỗng đổ cơn mưa, đường phố ướt nhẹp suốt quãng đường tan tầm của tôi. Về tới nhà, đứng ở ban công ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, tôi như mường tượng lại ngày mưa của những tháng ngày cũ. Ở nơi ngực trái của tôi không còn cảm giác đau, cũng chẳng còn cảm giác nhớ nhung tới quặn thắt. Chỉ là trong khoảnh khắc, khi mà có quá nhiều thứ tương đồng với đoạn kỷ niệm ấy, lại khiến tôi thoáng nhớ lại chút thôi. Chắc có lẽ đến mãi sau này, khi có bất kỳ một điều gì đó giống với những điều mà tôi từng trải qua, thì tôi sẽ đều dành chút thời gian để nghĩ về nó. Tôi có một người bạn, mỗi lần thấy tôi thốt ra lời nào liên quan đến chuyện quá khứ đều nhảy dựng lên bảo rằng: tôi bị điên hay gì mà cứ cài nhai mấy câu chuyện xưa như diễm. Và người bạn đó còn đe dọa sẽ nghỉ chơi nếu tôi manh nha muốn nhóm lại cuộc tình xưa. Khi nghe những lời lẽ đó, tôi chỉ bật cười. Tôi không trách, cũng không mắng người bạn đó quá để tâm tới cuộc sống của tôi. Bởi mỗi người mỗi quan điểm. Đối với tôi, có thể việc thi thoảng nhắc đến kỷ niệm cũ là bình thường, nhưng đối với người khác thì lại là điều ngu ngốc tột cùng. Chúng ta không thể can thiệp vào quan điểm sống của nhau, chỉ có thể giải thích để tất cả đều có cái nhìn đúng đắn và bớt tiêu cực. Kỷ niệm, dù vui hay buồn, đều là những điều đáng được nâng niu và trân trọng. Miễn sao việc chúng ta nhắc tới chúng không khiến cuộc sống hiện tại bị đảo lộn thì chúng ta cứ làm. Còn những gì đã qua hãy để nó thật sự qua đi. Đừng cố gắng níu kéo hay quỵ lụy van xin. Bởi nếu có thể nối lại thì ngay tại thời điểm đó đã nối lại được rồi. Quý vị thân mến, thông qua tác phẩm này, Kem rất tâm đắc với tiêu đề mà tác giả đã đặt ra. Những gì đã qua, hãy để nó qua đi. Kính thưa các bạn, ai trong chúng ta mà không có quá khứ có đúng không nào? Nhưng dù sao thì quá khứ cũng đã trôi qua rồi. Chỉ bằng chúng ta hãy lưu giữ mọi thứ trước đó vào trong một góc nhỏ, nơi trái tim mình. Sau đó hãy tiếp tục nghĩ lạc quan lên và sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc cho hiện tại và cho tương lai của chúng ta. Thưa các bạn, đến đây thì phần dự thi của Kem cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Kem xin chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào số radio lần sau nhé. Tạm biệt các bạn.